Thầy xin chào Thuận, thầy xin chào Luật nhé. Hôm nay thì tiến lùi lùi mãi thầy trò mình mới vào được đây vào trong Zoom. Và ta chờ một chút để mọi người vào. Pasqua. À, thầy chào Trường Sơn nhé. Chào Vũ Huy. Hãy chờ một chút để mọi người vào. Chúng ta sẽ bắt đầu. Ta có thể bắt đầu. Ở buổi trước thầy trò ta đã giải quyết được cái bài toán tính tổng tích lũy trên mảng hai chiều. Đây là một cái bài toán dạng rất hay trên bài ở dưới dạng bài quy hành động. Đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì thường nó là mức độ câu 3. Với mức độ câu 3 thì ta thấy rằng cái dạng bài này nó không thực sự là quá khó, nhưng nó đòi hỏi cái kỹ thuật cài đặt của các em tốt. Nếu không phải là học thuộc công thức thì ta nên tự xây dựng công thức thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Việc xây dựng công thức của mình thì mình dựa vào cái hình bên phải này. Trong cái quá trình mình vẽ hình, khi đi thi ta cũng có thể dùng bật Excel lên để ta sử dụng, để ta tìm ra được công thức. Ta gọi SEG là tổng từ O11 đến OEG. Khi đó ta có đây, SEG là tổng từ O11 đến OEG. Khi đó thì ta nhận thấy rằng S00 của ta bằng 0. Cho y chạy từ 1 đến mz, chạy 1 đến n thì ta có SEG của ta sẽ bằng là tổng của cái ô số 3 cộng tổng của ô số 2, à cộng cộng tổng của ô số 1 trừ đi ô số 2. Đấy. Ô số 2 của nó chính là S y trừ 1 z trừ 1 cộng với cái thằng nó đang đứng nữa, đó là thằng EZ. Đấy. Cộng với nó thằng đang đứng nữa là thằng EZ. Đó, sao mọi người vào lâu thế nhỉ? Hôm nay cái thằng Zoom nó cũng mới update cái bản mới nên lúc vào thì thường mọi người hơi lag một tí. Tao chờ một chút. Rồi thực hiện cái xong thì ta thu được thằng SEG. Bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp với thằng SEG thu được thì ta nhận thấy ta cho y chạy duyệt y chạy về tất cả các góc trái trên. Vậy thì các góc trái trên của ta sẽ chạy nằm trong phạm vi từ 1 đến m trừ k cộng 1 và z chạy từ 1 đến n trừ k cộng 1. Đấy. Thì khi đó với mỗi góc trái trên và phải dưới thì ta sẽ thực hiện với mỗi góc trái trên thì ta thực hiện tính tổng của hình vuông trong cái cạnh k. Vậy tổng của hình vuông trong cạnh k thì hôm qua ta tìm được công thức là bằng S của thằng góc phải dưới này trừ đi cái hình vuông phần còn lại này, trừ đi hình vuông góc trái trên và trừ do thằng SI trừ 1 z trừ 1 bị trừ 2 lần nên nó cộng lại. Đấy. Đề bài yêu cầu tìm hình vuông lớn nhất thì mình cập nhật thằng Z lớn nhất nhé. Vậy tí nữa ta sẽ xây dựng lại công thức một lần nữa để cho mọi người sẽ khắc sâu nó hơn. Cái chuyên đề quy hành động thì ta sẽ học buổi này và còn một buổi nữa. Cái lượng bài tập quy hành động thì thầy cũng chuẩn bị nó khá nhiều. Do đó ta sẽ cố gắng là hôm nay sẽ làm được nhiều nhất có thể nhé. Rồi kế tiếp ta sang cái bài hình vuông có tổng bằng S. Bây giờ đề bài là cho một cái hình chữ nhật kích thước M nhân N. Người ta yêu cầu đếm số lượng hình vuông có tổng bằng S. Tại thời điểm này thì đang có Trường Sơn này, Vũ Huy này, Luật này, Thuận này, bạn Vương. Thầy chào Quốc Vương nhé.
Hôm trước thật là tình cờ thầy đi Thanh Hóa chơi và tình cờ gặp bạn Quốc Vương, hai thầy trò ngồi chung một bàn nhé, thế nó mới hay. Đúng thật là duyên số thầy, trái đất bé thật. Hôm đấy thầy đi Thanh Hóa chơi và Bixi chơi thì đang ngồi ở trên bàn tự nhiên gặp được Vương, nói chung thầy rất vui. Có mỗi thầy chưa kịp đăng ảnh chụp ảnh với Vương đâu. Công nhận trái đất tròn thật. Cũng không hiểu thế nào hôm đó Vương lại từ Nga Sơn đi, đúng thời điểm đấy, đi từ Nga Sơn lên thành phố Thanh Hóa, thầy lại từ Sầm Sơn lên thành phố Thanh Hóa chơi, lại vào ngồi cùng một bàn chứ. Thế nên đúng là trái đất tròn, thầy trò gặp nhau. Nên các bạn thấy cũng hay là thông qua cái kênh mạng này thì thầy trò mình cũng có thêm có những người bạn mới ở những nơi khác. Nếu các bạn không tham gia học tập, không phấn đấu nỗ lực thì chắc là thầy trò mình cũng giống như các bạn khác, ít khi có duyên gặp được nhau. Vậy thì cố gắng lên các bạn, là sẽ học càng tốt lên, sau này các em sẽ gặp được những người mà trong mơ mình cũng chưa không nghĩ mình sẽ gặp được, được ngồi ăn cơm cùng họ, vân vân. Ngày xưa thầy cách đây khoảng tầm 3 4 năm thầy tham gia cái chương trình vườn ươm tài năng thì thầy được gặp giáo sư Ngô Bảo Châu đấy, và được ăn cơm cùng gia đình, trong đó có bố của giáo sư Ngô Bảo Châu ở chỗ ngoài đảo Tuần Châu ở Hạ Long. Đó là cũng là một trong những người mà mình cực kỳ vinh dự được gặp, còn các từng đi cùng với đó các cái thầy cô khác nữa ở bên trường chuyên đại học khoa học tự nhiên, trường chuyên khoa học tự nhiên. Nên hy vọng là qua cái lớp học các em cũng vừa có kênh thông tin, cũng biết nhau, thì cũng làm quen, các em cũng làm quen nhau qua cái quá trình học, để biết đâu các bạn có dịp về quê, các bạn lên Yên Bái thì có thể gặp được Thuận, gặp được về Thanh Hóa thì có thể gặp các bạn, rồi về Ninh Bình cũng có thể gặp được các bạn. Rồi bây giờ ta quay sang trọng tâm chính của bài hôm nay. Với giới hạn là MN là 1000, S là 10 mũ 18. Đấy. Như vậy thì ta cần một cái mảng kiểu mảng A kiểu INT. Đề bài bài này người ta đếm số lượng hình vuông có tổng bằng S, thì điều đó chứng tỏ bài này ta chưa biết trước kích thước K của hình vuông. Như ở buổi học trước thì khi mà thầy nói là trong một số bài nếu chưa cho kích thước K thì mình for vòng kích thước, for thằng K luôn, mình thử tất cả các kích thước K có thể xảy ra đấy. Vậy thì bây giờ ta sẽ lấy thuật toán, để thuật toán thì tiện hơn thì thầy sẽ thực hiện thử đây. Ở đây cái thuật về thuật toán thì do bài toán của mình là do kích thước K chưa có. Đề bài thầy phát biểu lại nhé. Cho một hình chữ nhật kích thước M nhân N, hãy cần đếm số lượng hình vuông có tổng bằng S. Đếm số lượng, vậy thì bài bài này đấy, bài này số đếm số lượng hình vuông có tổng bằng S. Như vậy thì mình không biết được kích thước K là bao nhiêu. Vậy thì bây giờ mình thử tất cả các đấy, ý tưởng của mình là thử tất cả các hình vuông kích thước K. Đấy, như vậy thì dòng này, trước cái dòng này thì ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả kích thước K. Vậy thì ta nhận thấy rằng cho một cái ma trận kích thước M nhân N, cho một cái mảng hai chiều kích thước M nhân N, ví dụ như mảng có kích thước 3 nhân 6 thì cái hình vuông kích thước K bé nhất, à lớn nhất nằm trong hình vuông này có kích thước là bao nhiêu? Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Cho một hình vuông có kích thước 3 nhân 6 thì hình vuông con lớn nhất của nó có kích thước là mấy nhân mấy? Rồi Vũ Huy trả lời luôn là 3 nhân 3. Các bạn có khác có kết quả nào khác không? Rồi. Thầy nhận được kết quả của Sơn, của Thuận và của Huy đều cho là kích thước 3 nhân 3. Như vậy thì ta thấy rằng là kích thước của nó sẽ là từ 1 cho tới min của thằng 3 và 6, tức là 3 là 3. Vậy thì nó sẽ là K chạy nằm trong đoạn là từ 1 cho tới min của MN. Do min MN tránh bị tính nhiều lần nên ta nên khởi tạo cái biến đó bởi một cái giá trị luôn nhé.
duyệt qua tất cả các kích thước k với mỗi kích thước k ta duyệt qua tất cả các góc trái trên, sau đó thực hiện công việc này. Đấy. Nên hôm trước thầy có cái dòng là nếu chưa có kích thước k ta ta for cho k đến đây. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện luôn là ta sẽ thực hiện vì bài này nó chưa cho tìm hình vuông có kích tìm hình vuông mà có tổng thỏa mãn điều kiện mà. Nên mình for luôn thằng k. Vậy đây ta sẽ duyệt. Duyệt k chạy từ 1 cho đến min của mn. Chỗ này mình có thể đặt nó vào là k max, là for y chạy từ 1 cho tới k max, trong đó k max mình khởi tạo để tránh thằng min mn nó bị tính nhiều lần, nhiều lần quá. Đấy. Thì ta cho chạy k chạy từ 1 cho tới k max nó chạy bằng tới min mn. Ví dụ như hình vuông cho hình kia chữ nhật kích thước 4 x 8, nếu mà thầy cắt một phát mà muốn thu được hình vuông lớn nhất thì chỉ có hình vuông 4 x 4 là hình vuông lớn nhất. Đấy. Vậy là nó sẽ lấy cái cạnh bé hơn làm cạnh lớn nhất của cái hình vuông này, đó chính là min của mn. Vậy thì bây giờ cứ với mỗi hình vuông thầy sẽ duyệt qua tất cả các hình vuông. Với mỗi hình vuông thầy duyệt qua góc trái trên. Với mỗi góc trái trên thì thầy lại duyệt qua tất cả các góc phải, các ô trong hình vuông có cái góc trái trên là y và cạnh là k, thì thầy tính tổng. Sau đó thầy đưa thằng z ra. Và làm như thế thì thầy sẽ mất thêm độ phức tạp là k nhân với m nhân n. Vậy trong đó k đó chính là kích thước của hình vuông, nó bằng min của mn. Như vậy độ phức tạp của nó tương đương với khoảng tầm m mũ 3 nhân n hoặc là n mũ 3 nhân m. Đấy. Nếu m bằng n thì nó tương đương với khoảng tầm 10 mũ 5, à m mũ 5. Đấy. Vậy thì so với bài toán trước thì cái sắp tác 1 này thầy cho mình sẽ làm như trên, yeah, nó khác nhau ở chỗ này. Đấy, đây là sắp tăng 1. Hôm nay ở tỉnh các bạn mưa không? Ở Yên Bái mưa quá. Thầy đi Thanh Hóa mấy hôm thì trời này nắng đẹp ơi là này đẹp. Về tới Yên Bái thì mọi người bảo mưa ở Yên Bái mưa mấy ngày nay. Chỗ vui cũng nắng à. Hôm về thầy đi Sầm Sơn được 3 ngày thì 3 ngày nắng đẹp. Đấy nên các bạn thấy nhìn cam thầy hôm nay được cái thầy đen đều. Chỗ nào cũng đen, ra ngoài biển bơi ngửa để phơi nắng. Mỗi biển ở Sầm Sơn là khá mặn, cảm giác nó mặn hơn biển ở nơi khác. Rồi đó là cái cách thứ nhất. Tất nhiên đi thi thì không ai làm theo cách thứ nhất, chi phí cao quá. Vậy thì cái chi phí thứ hai thì mình cũng áp dụng theo cái sắp tác theo cái kia. Thầy sẽ thực hiện gọi SEG là tổng các từ O11 cho đến OEG của mảng A. Thì SEG được gọi là tổng tích lũy hay gọi là tổng tích lũy trên mảng hai chiều. Khi đó ta có S00 gửi bằng 0, duyệt qua tất cả các ô y trừ 1 đến m, g từ 1 đến n, đến ô thứ y g thì tổng của nó bằng các tổng này. Vậy thì ở chỗ này thì thầy sẽ làm lại cái công thức để mọi người nhớ rõ hơn, để tránh tình trạng khi làm bài này các em học thuộc công thức là điều thất bại. Cái chúng ta đang cần đó là chúng ta cần tự xây dựng được công thức. Còn thầy không đánh giá cao những bạn học thuộc công thức, mà thầy rất thích các bạn mà có khả năng tự xây dựng được công thức. Đấy. Rồi, bây giờ để tính được tổng từ ô này cho đến ô này, tức là thầy tính được tổng của vùng này. Đấy, để tính được tổng của vùng này. Để tính được tổng vùng này thì thầy nhận thấy rằng để đi đến được cái ô đấy thì cái vùng được tính bởi cái màu này đã được tính rồi. Như vậy nếu ô này của ô thầy là ô EG, đấy thì cái ô bên trên của nó là ô y trừ một cùng với cột G. Đấy. Cộng như vậy để tính đi đến được ô EG thì ô bên trên mình đã đi được rồi. Nên kết quả của OEG có thể được tính bởi kết quả của O bởi O trước nó.
Như vậy thì nó ta nhận thấy rằng ở khi xây dựng công thức quy hành động ấy là ta sẽ tính giá trị của nó thông qua các giá trị đã được tính ở bước trước đó rồi, ở bước trước đó nhé. Tương tự như vậy thì ta có thể tính được cái ô này. Ta tính được giá trị của ô này. Đó. Sao thầy chọn màu mà nó không cho màu cái gì? Như nó đang bị ngáo, các bạn sẽ thấy gì? Đó. Nó không cho tô màu luôn. Đây thì nha, xem nó đang bảo cái gì. Thế mà. À được rồi. Đấy. Đấy thì nó được tính bởi ô này. Ô này ô bên trái nó nên nó là ô cùng hàng y cột di trừ 1. Đấy, là ô bên trái. Vậy thì để tính được cái ô y, ta tính được cái ô bên trên nó rồi, ta tính được ô bên trái nó rồi. Vậy thì có cái ô này nó bị tính 2 lần. Đấy, ô này nó bị tính 2 lần. Do nó bị tính 2 lần nên mình trừ nó đi 1 lần thôi. Ô này ô y trừ 1, j trừ 1. Đấy. Như vậy thì ta có SIJ sẽ bằng SI trừ 1 J cộng SIJ trừ 1 trừ đi, à cộng với S thằng này này, cộng với S thằng này này. Do thằng này bị tính 2 lần nên ta sẽ trừ đi S của thằng Y trừ 1, J trừ 1. Nên ta trừ đi S thằng này. Đấy. Thì ta thu được, sau đó cộng với cái ô nó đang đứng nữa. Vì thế thầy trò mình mới có được cái công thức này. Đấy. Ta mới có được công thức đấy nhá. Nên khi các bạn code thì các bạn sẽ cố gắng tự xây dựng được công thức thì nó mới ngầu. Rồi sau khi xây dựng được xong rồi thì ta sẽ sang kế tiếp. Bây giờ ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các hình vuông kích thước K. Nhưng đề bài của mình do kích thước K chưa có nên thầy trò mình sẽ phải thực hiện cái công việc thầy gạo K max thì bằng min của thằng M và thằng N. Khi đó thì thầy sẽ thực hiện for duyệt tất cả các cái giá trị K từ K max cho đến thằng này. Trong đề bài người ta yêu cầu là ở đấy cái cách thứ nhất kia là nói để ghi số lượng hình vuông có tổng bằng s, do cái biến s này ở đây nó bị trùng nên thầy gọi nó là s0 nhé. Thì ở đây ta thấy sau khi duyệt qua tất cả các hình vuông, cứ mỗi mỗi hình vuông ta tính tổng, nếu tổng này mà bằng s, nếu tổng này mà bằng thằng s0 cho trước thì người ta yêu cầu đếm, mà đếm số lượng hình vuông thì ta tăng cái biến kết quả lên. Đấy. Trong đó ta khởi tạo red bằng 0. Đấy, thầy đính chính lại một chút ở chỗ này nhé. Ta khởi tạo K max là cái cách làm thứ nhất. Và cách làm thứ hai cũng như thế. Ta thực hiện khởi tạo K max bằng này. Ta sẽ thực hiện cái công việc này. Duyệt qua tất cả các cái thằng K. Với mỗi thằng K thì ta sẽ bắt đầu duyệt Y và duyệt Z. K đây được gọi là kích thước của hình vuông. Để tìm, nếu người ta hỏi hình vuông lớn nhất thì cái cách nhân nhanh hơn một tí ta for for k for down to for ngược trở lại y trừ trừ, còn nếu không các em cứ for tiến cũng được, bởi vì đằng nào ta cũng chẳng mất m bình nhân n bình nhân k đúng không, à m nhân n nhân k. Rồi bây giờ thầy for y for for gì, ta for tất cả các góc trái trên, thầy gọi q là tổng hình vuông có góc trái trên là y gì. Thì khi đó nếu q, đây nếu q mà bằng thằng s0 thì ta tăng thằng z lên. Đấy thì ta tăng thằng z lên. Đấy ta khởi tạo z bằng 0. Đấy. Sau ta đưa z ra. Vậy thì cái thầy trò mình đang làm đây là tìm hình vuông kích thước k. Vậy độ phức tạp ở đây ta có là om nhân n nhân k, trong đó k nó bằng min mn. Nó tương đương với khoảng tầm m mũ 3.
Vậy đây, trên đây là cái cách làm của bài Total SQS. Bài này các bạn sẽ làm và nộp test bên ngay với thời điểm này luôn nhé. Ta sẽ giải quyết nhanh. Về nhà thì thấy rất nhiều các bạn tích cực làm và nộp test. Từ đó thầy cũng đã test được một số bài lên đây. Tuy nhiên do các bạn càng nộp được test thì điều đó chứng tỏ các em đã làm được bài và biết sinh test. Qua lớp quy hệ động này, thầy cũng mong muốn các em có một cái kỹ năng sinh test cực khủng. Sinh test trên mảng một chiều, sinh test mảng hai chiều, sinh test về sâu, đấy, sinh test về số. Rồi, đó là bây giờ ta, đó là chính là bài ta đang làm bài Total SQS. Rồi xin mời mọi người làm bài này nhé. Ta có khoảng 5 phút, sau đó thầy sẽ gọi đề nghị từng người chia sẻ bài làm của mình. À, tôi thầy tìm hình vuông lớn nhất à? Đâu nhỉ? Thầy cứ tưởng đếm chứ nhỉ? Ta đang làm bài 39 mà. Ở bài 39 của mình là đếm số lượng hình vuông có tổng bằng S mà. Vui nhá. À, còn với bài toán khác, nếu nếu mà có hỏi là thì mình vuông có tổng có kích thước lớn nhất mà bằng S thì mình for k ngược lại cái thằng đầu tiên mà thỏa mãn, đó chính là đề bài của, là bài làm của mình. Ừ, đúng rồi. Và thầy sẽ kiếm xem bài làm của các bạn như thế nào về bài đó này. Ở cái bài trên mình sẽ phải sửa một chút. Bài này cập nhật thằng lớn nhất. Và duyệt quang này mắc của red với quy. Để cập nhật lại chứ không lại sai mất. Nên cái bài này của mình hay nhất đó là đề bài mà không cho k thì ta for k. Đề bài mà cho k rồi thì ta chỉ for mỗi góc trái trên thôi. Bài này là đếm số lượng hình vuông có tổng thỏa mãn điều kiện bài toán. Tóm lại mình thu được thằng quy rồi thì bài toán này nó cũng biến thể thành bài gì đi nữa ta cũng hoàn toàn có thể làm được. Rồi xin mời các bạn làm bài. Các bạn nào quên đang bảo là xem code cái đầu tiên là ta sẽ xem trên server.
Trên server hiện nay có một cái contest thầy đã đây có một cái contest thầy để sẵn ở đây nhé. Các em hãy tập trung làm contest ở đây vào từ ngoài giờ học của mình nhé. Contest này là contest kiểm tra chất lượng học sinh. Do đó các em lưu ý là ta làm ở ngoài giờ, nó ngang mức độ đề thi học sinh giỏi cấp trường của trường thầy. Nên các em làm thêm. Hiện nay có rất nhiều các bạn học sinh đã làm. Cái bảng ranh thì mấy hôm nay, nhất là trong ngày hôm nay, các bạn học sinh nộp nhiều quá. Từ lúc sáng nay cho đến lúc chiều thầy thu được có khoảng tầm 888 cộng với khoảng tầm 47, nếu khoảng tầm 920 lượt bài nộp trong ngày hôm nay. Do đó bảng ranh bị bay màu. Do đó thầy đã reset lại bảng ranh. Đấy. Vì các bạn nộp bài rất chi là tích cực. À, các bạn làm khoảng 5 phút không? Thầy chào mình. Xem cái bài Squaw, à, bài này Squaw hay Squaw nhỉ? Bài này là Squaw. Em làm bài mà nhớ nộp test nhé. Hôm nay thì như ở đây, à đúng rồi, hôm nay cô Nhung lại bận thì vắng mất. Thầy sẽ gửi lại video cho cô. Hôm nay bài này thì thầy mới nhận được test của bạn Thuận và cô Nhung. Cái bài Total nhé. Các em lưu ý là cái link nộp test thì để sẵn ở ngoài màn hình nhé. Đấy, khi các bạn vào phát đây nó có link nộp bộ test của lớp KNC2 đây. Các em click vào đấy để nộp vào. Để nộp test vào đây. Thì bài test của bài nào thì các em vào của bài đấy ta sẽ nộp. Hiện nay các bạn học sinh đang rất tích cực nộp bài. Dù những bài khó hay bài dễ thì mà mọi người làm và nộp bài rất cẩn thận. Các em cũng nỗ lực hơn. Các bạn chờ 2-3 giây để thầy update đây. Total square nhìn thấy các bạn làm bài được những cái bài như thế này thì ta rất có hy vọng ở trong các cái kỳ thi mà ta có thể đạt được giải cao, nên các bạn hãy nuôi nuôi dưỡng đam mê của mình. Đó, quyết tâm đặt mục tiêu một cách rất rõ ràng.
À đây có các bạn ở Hà Nội đang làm content nộp bài. Đang định loạt tên cái mấy đứa nó spam ác quá. Trời ơi, làm cái test này. Các em làm và nộp bài, các em nào code xong rồi, các bạn comment cho thầy số 1, bạn nào code chưa xong các bạn comment số 0 nhé. Để thầy biết tiến độ làm bài đang ở đâu. À, xin nữa. Vừa mới chào Vương được ba câu này, Vương đã chuồn chạy mất dép rồi. Chắc là lại bay màu rồi. Mấy đứa kia là spam mấy đây. Đứa nào nó spam đấy, thầy lâu quá muốn loát cái test để cho các bạn. À, chấm cái mà lâu quá. À không còn đạt. No. Cho bạn nộp chán đi. Ta sang à, như vậy ở cái bài 38 bài Squared này các bạn cái bài Total SQS này ta các bạn cô thật nhanh, trong đó ở bài này ta nhận thấy cái độ dài cái kích thước K nó chưa có, sau đó ta sẽ for kích thước K đấy, và bây giờ sau khi for xong thì ta vẫn coi như cái bài toán kia coi như ta đã có K rồi. Nếu người ta yêu cầu đếm số lượng hình vuông thỏa mãn điều kiện thì ta đếm số lượng hình vuông thỏa mãn điều kiện. Nếu như ta thực hiện hỏi tìm hình vuông lớn nhất thì mình tìm thằng K max. Đấy. Nếu vừa tổng thỏa mãn điều kiện và hình vuông lớn nhất thì ta lại cũng thế, nếu thằng tổng S mà thỏa mãn điều kiện, à tổng Q mà thỏa mãn này mà Q mà thỏa mãn điều kiện thì ta mang đi cập nhật với giá trị tốt nhất. Đấy. À, chờ một chút. Các bạn cốt nhanh bài toán này nhé. Các có khoảng tầm hơn chục dòng. Các bạn phải cốt một cách thần tốc, năm gõ 5 ngón, gõ 10 ngón, gõ một cò, gõ áp dụng mọi tuyệt chiêu để ta có thể làm được một cách tốt nhất nhé. Sau khi làm xong bài toán này, ta sẽ chuyển nhanh sang cái bài toán kế tiếp, bài hình vuông có tổng lớn nhất, ta sẽ lấy lại phần toán của bài thằng này. Trước đó thì ta thầy muốn làm cái test để các bạn nộp bài lên đã. Mấy bạn kia spam ác quá.
Thầy có một cái server mới mà chưa có thời gian để update lên, may quá mọi người dừng rồi. Mà Total S hiện tại mới có được 5 test, các bạn hãy tích cực nộp test nhé. Rồi bài Total SQS đã có test, các bạn có thể nộp lại bài lên trên server nhé. Hiện tại đã có test của cô Nhung và bạn Thuận đã nộp lên. Thì cũng mong là các bạn sẽ phải tạo được cái test đối với bài Total SQS này. Cách tạo test giống như lần trước thầy có đề cập đến, các bạn cứ chạy thử một bộ test, sau đó sửa các số trên test đấy, chạy ra được file kết quả, sau đó tạo ra thư mục tên của mình, gấp hai file đó vào và kéo lên trên Google Drive đúng cái thư mục của cái bài tương ứng. Đấy, Thuận chấm được 8. Thuận chấm sai code của test của Thuận. Cái này không trách ai được Thuận nhé. Nhiều khi muốn trách ai đấy nhưng mà do code chính là cái code chính tay mình code. Rồi, ta sẽ các bạn code xong bài toán này thì ta sẽ chuyển sang bài toán kế tiếp nhé. Bài toán kế tiếp nó cũng cùng mô hình ở bài toán này. Bài toán là cho một bảng kích thước m nhân n tìm hình vuông lớn nhất có tổng bằng s nhé. Ví dụ ở đây do các biến của thầy đang bị sử dụng trùng nên thầy gọi nó là s0 đi. Đấy. Ở bài trên thầy sửa nó lại thành s0. Có tổng bằng s0, dữ liệu nhập vào là s0. Đấy. Cho tổng tất cả theo. Vậy thì với cái bài toán này thì ta sửa cái thằng này là S0. Lưu ý các biến là kiểu long long nhé. Khi xin test các em có thể xin test to lên một tí. Vậy ở cái bài số TQSQ2 này thì ta có cho một cái hình chữ nhật kích thước M nhân N. Đề bài yêu cầu là tìm hình vuông lớn nhất mà có tổng bằng S0. Như vậy thì có rất nhiều các hình vuông có tổng bằng S0, nhưng người ta muốn chọn ra cái hình vuông mà có K đạt lớn nhất, K max. Vậy thì ta sẽ cũng vẫn thực hiện theo bài toán theo cái tư tưởng này. Ta duyệt qua tất cả các hình vuông kích thước có kích thước nằm trong phạm vi từ 1 đến min của MN. Sau đó duyệt qua tất cả các góc trái trên và thực hiện tính tổng các ô trong hình vuông đó. Đấy. Khi đó ta cứ với mỗi cái thì ta sẽ thực hiện tìm cập nhật cái kết quả tốt nhất. Đấy, nếu nó thỏa mãn thì ta cập nhật kết quả tốt nhất. Vậy thì với cái ý tưởng như thế, vậy với cái ý tưởng như thế thì ban đầu ta cũng sẽ thực hiện duyệt trên thực tế chỗ này mình có thể for ngược trở lại cái k đầu tiên thỏa mãn, đó chính là k lớn nhất bởi mình đang for down to mà. Còn nếu mà for tiến thì cái k cuối cùng thỏa mãn mới là k lớn nhất. Duyệt qua tất cả các cái giá trị k, với mỗi giá trị k ta duyệt qua tất cả các góc trái trên. Ở đây thì ta vẫn phải tính tổng tích lũy sẵn rồi. Đấy. Thì quên ở chỗ này là ta đang sử dụng setup 1. Ta tính tổng tất cả các ô trong hình này. Nếu S bằng S0, đây là trường hợp nó thỏa mãn điều kiện. Bây giờ cái ta đang cần là tìm thằng K lớn nhất. Vậy thì khi đó ta gắn Z sẽ bằng max của thằng Z với thằng K. Đấy. Đấy, đây thay đổi màu nó đi để các bạn thấy ở bài này nó là khác nhau ở chỗ này. Đấy. Nếu S mà bằng thằng S0. Khi S bằng thằng S0 thì điều đó chứng tỏ tổng tất cả các ô trong hình vuông kích thước K này có tổng bằng S0 thì thỏa mãn điều kiện đề bài, thì ta cập nhật cái kích thước của nó.
Vậy thì Z nó sẽ thu được là thằng lớn nhất. Vậy thì ta với ta làm theo cái sắp tắc 2 thì ta nhận thấy ta vẫn tính tổng tích lũy bình thường. Ta khởi tạo K max là cái giá trị lớn nhất của cái hình vuông có thể. Khi đó ta duyệt qua tất cả các hình vuông với mỗi góc trái trên thì ta tính được cái hình vuông có góc trái trên và góc phải dưới và có kích thước K. Khi đó đề bài người ta yêu cầu là tìm nếu thằng Q của mình mà bằng thằng S0 thì chứng tỏ tổng tất cả các ô trong hình vuông kích thước K đấy mà bằng thằng S0 thì khi đó nó là cái hình vuông thỏa mãn. Vậy thì ta cập nhật Z. Vậy thì ta gắn Z thì bằng max của Z với thằng K ta đang for. Đấy. Đấy, đổi thằng này ra đây. Vậy thì so với bài toán trước thì một bài là đếm số lượng, bài này là tìm thằng K lớn nhất. Ở các bài toán kế tiếp nữa nó chỉ khác nhau ở chỗ này. Với mỗi hình từ hình vuông có tổng thỏa mãn điều kiện thì ta cập nhật cái kết quả tốt nhất mà mình định làm. Đấy. Vậy đây là sắp tác 2 của cái bài total. Chắc phải bỏ cái thằng này vào đây. À, còn trường hợp bằng -1 nếu không có thằng nào thì ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ. Ở đây ta nhận thấy trong đề bài nếu không có hình vuông nào thỏa mãn thì bằng -1 thì như Thuận đề xuất thì ta sẽ phải cầm cờ. Vậy cầm cờ ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện luôn cầm cờ ngay chỗ này. Đấy, ta nên cầm cờ ở chỗ trường hợp phát hiện ra nghiệm nhé. Nếu phát hiện ra nghiệm thì ta cầm cờ thì ta khởi tạo cờ bởi một giá trị khác. Ví dụ như thầy khởi tạo cờ khởi tạo bằng 1. Đấy. Và trong mọi bài toán khác cũng như thế. Về sau vòng này nếu cờ của mình mà vẫn bằng 0 thì không báo -1 ra. Rồi ngược lại thì ta đưa thằng Z ra. Đấy. Trước vòng lập for thì ta khởi tạo cờ bởi giá trị bằng 0. À, hoàn toàn được nhé. Sau khi trước khi return thì em nên sell kết quả ra và return ra luôn chứ không break nhận thuận nhé. Thì cái ca đầu tiên thỏa mãn. À, tuy nhiên thì trường hợp đấy thì nó cũng không giảm đi nhiều bởi vì độ phức tạp của mình tương ứng với m nhân n nhân k thì nó cũng khá lớn rồi. Do đó cái việc đấy thì nó cũng chỉ giảm đi nhưng không đáng kể vì mình cũng không thể tốt hơn được bằng cách thử tất cả các hình vuông kích thước k. Nó có nhanh hơn nhưng không đáng kể. Nhưng nói chung có nó vẫn được một vài test. Vậy để thầy chụp ảnh cái sắp tác này và các bạn và hãy ta dành khoảng 5 phút các bạn cài đặt nhé. Sau đó các bạn hãy chia sẻ cái bài làm của mình. Để chụp được cái hình xấu quá, phải về thu cái hình này lại, lấy cái hình đẹp hơn. Rồi bây giờ các bạn hãy cài đặt chương trình của mình. À, các bạn làm bài total SQS trước nhé. Làm xong bài total SQS thì ta chỉ copy code ta sửa lại bài toán mới. Thì ta mới làm luôn bài total SQ2. Em làm và nộp test lên đây nhé. Để thầy tải cái bài SQ2 về mình. Total SQ2.
Thử xem total SP2 tại thời điểm này có những ai nổi. Có Thuận, có Sơn. Đấy, Sơn rất tích cực đây. Đấy, xem có bài cái bài này không? Sơn lại nộp nhầm cái bài. Sơn nộp kéo nhầm nhầm bài rồi nhé. Để kéo lại để cho. Sơn đang nộp nhầm bài SQU vào thằng SQ2. Để kéo ra ngoài. SQU luôn. Bài này thì mọi người nộp bài tích cực dã man thì có bao nhiêu test này. Này, SQU của Sơn này đã bỏ đúng vị trí rồi nhá. Total NQ3 của cô Nhung. Các bạn khác hãy cố gắng tích cực làm bài và nộp test, nộp test, nộp test, nộp test. Sau cái chủ đề này thì chúng ta sẽ còn một số các cái bài tập quy hành động khác nữa. Trong đó ta sẽ đi sâu chủ yếu các bài tập về quy hành động dưới dạng phân tích số. Thì đó là một trong những lớp bài tập quy hành động rất hay. Đi còn với những bài tập quy hành động nổi tiếng thì do đây là những bài tập cơ bản, nó không có tính chất sáng tạo nhiều, cho nên các em sẽ đâu nhỉ? Có thể tìm bất cứ ở trong bài tập nào ta có. Tất nhiên thầy cũng phải giới thiệu qua một lượt để các bạn, dù nó dễ nhưng ta cũng phải từng làm rồi. Rồi. Thầy thấy Huy nộp bài rồi thì đề nghị Huy nộp cho thầy 5 test bài total SQS Huy nhé, để cho số lượng test của thầy đông lên một tí, nhiều lên một tí. Sửa bài đó thành bài SQ2. Lưu ý khi xin test nhớ xin test hiểm một tí. Hiểm quá anh em nó lại chửi cho. Trong quá trình xin test, xin test không sao, xin test dễ không sao, xin test khó quá mấy đứa chấm nó fail hết, nó lại quay ra nó chửi cho đứa xin test. Chuyện bình thường mà, nên học sinh của thầy có những bạn rất có thú vui, rất tao nhã, đó là ngồi thì nghĩ ra test hiểm nhưng mà vẫn đúng, thế nó mới hay. Xin mời các bạn làm hai bài qua bài SQU và SQS và bài kế tiếp là SQ2. Bài SQ ta được một rổ test ra.
Vâng. Cái thằng SQU chưa có à? SQ2. SQ. Các bài SQ đúng là chưa có thật. Total SQ. Total SQL. Cái bài SQL thật. Để thầy để bài SQL có đây sao thầy lại chưa cài bài nhỉ? Để thầy tải luôn SQL về. Thầy cứ tưởng bài SQL thầy tải về rồi, quên mất chưa up lên. Bạn chờ tí anh chấm bài SQL nhé. Hôm nay buổi tối thầy khá rảnh rỗi nên thầy cho mình học một muộn tí. Đầu tiên là kiểm tra xem 500 anh em đã nộp đúng bài chưa. Đấy. Các bạn à, kéo nhầm nó vào trong. Mẹ con cặp à, con để đâu không biết đâu. Ừ. Ở một phát hiện ra hôm nay mình chu không biết chạy đâu rồi. Vì trong cái quá trình các bạn kéo thì các bạn rất hay kéo nhầm vào thư mục ấy, cái thằng Google OneDrive kéo nó rất hay bị nhầm. Các anh ơi. Các em tích cực nộp test nhá. Đấy, thầy đã thu được 23 test, quá chi là ngầu. Bốn ba bốn bảy. Có hôm nay có bạn học sinh của thầy rồi. Chấm phát ra thấy 10,01 điểm. Thầy ơi sao em lại 10,01 điểm? Và ừ, là bài tốt quá thưởng cho 1 điểm. À, thưởng cũng cho 0,01 điểm. Đâu đây. Cái bài SQU cũng có test rồi các em nhé. Bài SQ, SQS và SQ2 đã có test, các em có thể chấm được rồi. Sau khi dạy hết phần quy hành động xong thì thầy sẽ chấm lại một lượt tất cả bài làm của các em trong của lớp mình, của lớp KNC2 với toàn bộ cái lượng bài đã dạy được. Sau đó thầy sẽ xếp thứ hạng để trao quà cho những top các bạn nộp bài tích cực và có kết quả tốt. À, test bài. Nhát thế nào cố chăm chỉ lên.
ta sẽ cố gắng học tích cực, bởi vì sang đầu năm học thì vào trong năm học mới thì sẽ có rất nhiều cái khoảng thời gian mà các bạn phải bận vào việc khác. Nên trong khoảng thời gian tháng 8 này là cái thầy nghĩ là cái khoảng thời gian vàng để cho các bạn nâng cao năng lực của mình lên một tầm mới. Các em lưu ý là thời gian thầy trò mình học thì là thầy có một khoảng thời gian ngoài số lượng buổi học thầy trò mình học thì đang có những cái đề thi thử, và thầy mong các bạn là sẽ tích cực làm các đề thi thử nhé, bởi vì đấy thầy mới nhận được test của Huy đây rồi, bởi vì cái đề thi thử này sau đó thầy sẽ chữa đề thi thử vào tối chủ nhật hàng tuần, do đó tối chủ nhật này từ 7 giờ bạn tối chủ nhật là 7 giờ 30 nhỉ, đúng không? Thì các em lưu ý tối chủ nhật hàng tuần thầy sẽ chữa đề thi thử của các lớp thầy dạy, nên coi như đó là một cái buổi học tích cực cho các em để các em rèn luyện kỹ năng. Do cái thời lượng học của các lớp khác nhau và lịch học cá nhân khác nhau nên test của thầy thông thường thầy sẽ để trên server khoảng 3 ngày cái con test đấy, sau đó các em cứ thế mà làm và nộp bài lên server. Không về ngồi kìa, lấy ghế ngồi dưới quạt mát. Đấy, vừa nhận được hai test bài EQS của Huy thì cập nhật luôn vào trong bộ test. Bạn khác đang nộp bài. Như vậy cái bài toán của cái bài toán hình vuông dạng 2 tổng tích lũy trên mảng hai chiều nó thực sự là một cái bài tập theo thầy nghĩ là nó khá dễ khi các bạn biết cách tư tưởng duyệt trên cái mảng này. Vậy thì cái tính chất quy hành động nó thể hiện ở chỗ nào? Thì nó thể hiện ở chỗ này. Từ cái việc mình chuẩn bị một cái mảng tổng tích lũy, nó được tính bởi các cái công thức mà trước đó nó đã tính rồi, sau đó cập nhật thêm một cái giá trị mới nữa. Thì cái này người ta gọi. Vậy với mỗi bài toán quy hành động thì ta cần phải khởi tạo. Ta biết cách gọi công thức SIG là gì, GI là gì, FI là gì. Sau đó với trường hợp suy biến thì giá trị khởi tạo ban đầu nó là bao nhiêu. Ta sẽ duyệt từ đâu đến đâu và ta sẽ cập nhật giá trị nó thông qua các cái giá trị đã tính được trước đó. Đó người ta gọi nó là quy hành động. Vậy thì với mỗi bài toán quy hành động thì thường thì ta nhận thấy là nó khá dễ trong trường hợp các em đã từng làm nó. Nó hơi khó trong trường hợp nó ta đã từng làm nó nhưng bài tập nó sẽ bị biến đổi dạng, biến đổi thêm các yếu tố mới. Nhưng nó rất khó nếu ta chưa từng gặp lớp bài toán đó bao giờ. Nên khi ta sẽ ta học quy hành động thì các em mới cố gắng hình thành cho mình một cái cách cách gọi SIG là gì. Ví như với bài toán này thì gọi SIG là tổng từ ô 11 đến ô IG. Do đó để tính được tổng của một cái hình vuông kích thước K thì thầy có góc trái trên là IG, có cạnh là K thì thầy có thể tìm được cái giá trị Q này. Nếu Q thỏa mãn điều kiện thì thầy cập nhật cái giá trị tốt nhất theo đề bài. Đấy. Rồi kế tiếp ở hai bài này các bạn sẽ làm và nộp bài nhé. Trong lúc đó thầy sẽ update của các bạn lên. Có bạn nào vừa nộp bài SQS mà nó báo chạy xin lỗi đây này, Sơn à? À, Sơn nó bảo chạy xin lỗi, async code này chạy xin lỗi, thì em kiểm tra xem SQS lỗi chạy xin lỗi âm 3 tỷ này, hình như là nếu không nhầm là khai báo mảng hai chiều kích thước quá lớn như vậy, để kiểm tra lại xem. Đặt tên các bạn
dễ nhìn hẳn lên. Ở đây, Sơn ơi, ta không thể đặt một cái mảng kích thước 10.000 x 10.000 được nhé. Mảng 10.000 x 10.000 kiểu long long thì chắc chắn exit code. Nhá, nên ở đây em chỉ sửa xuống tới 1.000 hoặc là 999 thôi. Nhá. Sơn thử sửa lại và em chấm lại xem. Với lại thầy góp ý thêm một chút nữa. Khi code nó phải cách nó ra chứ sao thầy thấy tất cả căn lề trái như thế này nhỉ? Em Ctrl A, sau đó em nháy chuột phải, chọn format, chọn có dòng format user style thì em định dạng nó lại cho nó đẹp nhé. Hạn chế code căn lề trái như thế này khi đi thi tuyển dụng mà mình tuyển dụng vị trí việc làm ấy, với lập trình viên mà code căn lề trái như thế này là rất nguy hiểm. Em đọc lại bài này nhé. Bài của Sơn vừa rồi là bài SQS. Nên ngay cả lúc trình bày thuật toán thầy trình bày đấy, nếu thằng nào thằng là con của thằng nào nó được lui vào, các thằng cùng cấp với nhau thì nó giống với nhau thành một cột, các thằng nào cùng cấp với nhau giống với nhau một cột, thằng nào là con của thằng nào thì nó được lui vào bởi một dấu tab trên bàn phím chữ TAB, dấu tab trên phím cấp lốc ấy. Mình trình bày như thế người ta gọi là trình bày chương trình có tính logic. Để xem các bài khác các bạn đã bài FPS. FPS. Em lại SQ2. Các em tích cực làm nhé. Sẽ dùng thầy đang cập nhật test. Cô Sơn sửa được cái bài kia chưa? Sửa lại kích thước mảng nó bé xuống. Nếu không em cho 300 nhân 300 cũng được. Chứ không nhất thiết phải lên tới 1.000.
Phản tích cực độ bài. Tiến độ nộp bài của Phạm rất ấn tượng đấy, cố gắng hết sức. Rồi ta tiếp tục các em nhé. Đấy, để thầy ra hạn thời gian cái. Ơ sơn lục hai lần vẫn bay màu à? Vẫn bị exit code để thầy xem lại câu của sơn trước khi. Cứ cất đi mà nhiệm vụ ăn xong con ăn trước đi. Một cái quên nữa. Đang làm bài nào thì nộp lại bài đấy nhé để tránh nhầm bài. Có để tránh nhầm bài lại. Ơ sao lại thấy hai bài khác nhau này? Bài này squa u đúng rồi này. Đây squa u bài này em cũng cho kích thước bé xuống nhé. Cho kích thước xuống là chỉ khoảng tầm 300 nhân 300 cũng được. Nếu em đang bị lỗi exit code thì em cho nó bé xuống nhé. Code thế nào vẫn kiểm soát được, siêu thật. À đây em khai báo là S ở đây, ở đây mảng S in hoa, đây là S thường nhỉ, để S in hoa là tập tỉ lũy. Thế cốt hoàn toàn hợp lý. Ý định dạng lại sẽ xem lại sơn nhé. Chứ thế này đúng là không thể nhìn đâu ra đâu được. Rất. Đấy, để em sử dụng viên ảnh thường. Đây. Và chính xác. Này để ra, để ra cái. Rồi thầy cho mình tiếp tục nhé. Sau đó các bạn sẽ dành thời gian để code. Bây giờ
Thầy sẽ thời gian chưa thuật toán cho các bài trước, sau thầy gửi tới các em cái file này để ta tập trung làm nhiều nhất có thể các bài toán này. Ở cái bài toán kế tiếp của thầy trò mình là bài số 41, tìm hình chữ nhật có tổng bằng S. Nếu hình vuông có góc trái trên là YZ và cạnh K thì thằng góc phải dưới nó sẽ là Y cộng K trừ 1 và Z cộng K trừ 1. Tuy nhiên cái hình chữ nhật thì nó lại khác. Nếu góc trái trên là YZ thì thằng góc phải dưới chưa có, bởi vì không có căn cứ để tìm nó. Do đó ta luôn phải for 4 vòng. For Y1, Z1, Y2, Z2. Đấy, là ta mất 4 vòng để for. Đấy. Vậy thì cứ mỗi vòng đấy ta lại thực hiện đi tìm tổng trong cái vùng đấy. Vậy thì ta sẽ quan sát như sau. Trước khi đến cái vùng này thì thầy nhắc lại ở trên Excel để cho các bạn nhìn rõ hơn. Để ta cùng quan sát cho nó rõ hơn nhé. Đấy. Bây giờ thầy để tìm được một cái vùng hình chữ nhật, ta vẫn tính tổng tích lũy như khi nãy. Thầy gọi SEZ là tổng từ O11 cho đến OEZ, trong đó O11 là O này, OEZ là O này. Ta cùng quan sát nhé. Buổi tối các bạn hơi buồn ngủ một tí nhưng cố gắng lên. Đấy. SEZ là tổng từ O11 đến OEZ. Đấy. Bây giờ thì rõ ràng thì ta vẫn tính tổng tích lũy, nó sẽ bằng S thằng này này cộng với S thằng này này, trừ đi S thằng này vì thằng này bị tính hai lần này. Sau đó cộng với OIZ này. Ok rồi. Như vậy thì ta đã tính xong tổng tích lũy vào thằng SEZ. Bây giờ đề bài người ta yêu cầu là tìm một cái hình chữ nhật con. Đấy, tìm một cái hình chữ nhật con thỏa mãn điều kiện. Ví dụ như thể lấy cái hình kích thước 3x4 này đi. Đề bài người ta yêu cầu là tìm một hình chữ nhật con, tìm tất cả các hình chữ nhật con có tổng bằng S. Sau đó đưa ra góc trái trên và phải dưới. Vậy thì tất cả các hình chữ nhật con, vậy thì ta phải biết được là góc trái trên là cái ô này. Ô này thì góc trái trên thì ta có Y1, Z1. Thì người ta gọi nó là ô góc trái trên. Đấy. Ô này là gọi là ô góc phải dưới. Do kích thước của hình chữ nhật này ta chưa có. Do đó ta có, đây là OI2, Z2. Vậy thì ta nhận thấy rằng để tính được cái ô từ Y1, Z1 đến ô Y2, Z2 thì rõ ràng có một số vùng ta đã được tính sẵn rồi. Đúng không? Ở đây thầy cho thêm vài ô nữa. Vậy thì ta nhận thấy rằng này, để cắt được cái miếng bánh có từ ô Y1, Z1 đến ô Y2, Z2 thì ta cắt phát thứ nhất là thầy thu được một miếng này. Đúng không? Là thầy đó chính là SI2Z2. Thầy trừ đi cái thằng này. Nếu ô này ô I2Z2 thì ô số 1 này tọa độ nó là gì? Các bạn bật cửa sổ comment cho thầy biết. Ô số 1 này tọa độ nó là gì? Bật cửa sổ chat nhé. Hãy cho thầy biết. Nếu mà ô của thầy đây I2Z2, đây I1Z1 thì hỏi thằng ô số 1 tọa độ nó là gì? Ta bật cửa sổ chat lên comment nhé. Vũ Huy nhanh chóng cho rằng đó là nó ở hàng Y1 trừ 1 và cột Z2. Các bạn khác nhé. Đây là miếng bánh thứ nhất là SI2Z2. Rồi Thuật cũng nhất trí với Vũ Huy. Rồi như vậy thì ta cũng sẽ thống nhất luôn với các bạn nhé, với Phát nhé, Luật nhé, Sơn nhé. Thì ta đều nhận thấy rằng thằng 1 này là góc trái trên, cái góc bên trên của nó. Rồi như vậy thì ta thấy rằng để tính được diện tích của vùng này thì ta trừ đi S của thằng này.
Rồi B, sau đó ta nhận thấy ta cũng phải trừ đi S của thằng này nữa. S thằng này là thằng số 2. Thằng số 2 tọa độ là gì? Các bạn comment cho thầy luôn thằng số 2. Là y2 z1 trừ 1, z2 z1 trừ 1. Rồi, y2 z1 trừ 1. Đúng rồi. À, thầy thấy là Vũ Huy với Thuận là trả lời cái chỗ này là rất chính xác. Như vậy thì ta xác định được thằng này rồi. Như vậy ta cắt cắt miếng thứ nhất, ta cắt thằng này. Cắt miếng thứ hai, ta cắt thằng này. Đấy. Ôi giời, thầy cắt màu này xấu quá. Cắt màu nào nó đẹp đẹp. Màu này, đây. Đến miếng thứ ba thì thầy nhận thấy ô số 3 này nó đấy, ô số 3. Ô số 3 tọa độ nó là cái gì các em? Đây y1 z1, đây y2 z2, hỏi ô số 3 là nó là ô nào? À, rồi thầy nhận trả lời của Thuận nó là ô y y1 trừ 1 z1 trừ 1. Đấy. Thôi cái ô này thì lấy cái màu khác để cho nó đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái miếng bánh y2 z2 là miếng bánh này. Sau đó nó bị trừ đi cái miếng bánh là y1 trừ 1 z2. Sau đó trừ đi thêm một cái miếng bánh là y2 z1 trừ 1. Như vậy thì thầy thấy rằng cái miếng bánh số 3 này nó bị trừ 2 lần. Sau đó ta cộng. Vậy miếng bánh ở cái vùng nâu này sẽ bằng miếng bánh màu tím trừ đi miếng bánh màu tím, trừ đi miếng bánh màu xanh dương, trừ đi cái miếng bánh à, cộng lại cái miếng bánh màu xanh lá bởi vì màu xanh cốm bởi vì nó bị trừ mất 2 lần. Thì do đó ta sẽ thu được thằng này. Từ đó ta các bạn nhận thấy rằng ồ, hóa ra với cái bài toán tính tổng tích lũy trên một cái hình chữ nhật thì ta cũng làm tương đương với y như với bài hình vuông, nhưng có chăng thì nó khác đi một chút bởi lẽ nó cần phải tính. Để quên thầy paste nó dựa một cái ảnh nữa rồi, nó trông nó hầm hố quá, hết nhầm value. Đấy. Thì nhìn đây là mình sẽ thấy được cái miếng bánh của mình là mình cần ăn khúc nào, cần lấy được khúc nào. Đấy. Thì ta thu được thằng này. Rồi bây giờ ta quay sang thuật toán. Thuật toán thì thầy lấy cái hình này cho nó tiện. Đấy. À, bây giờ ta quay trở về thuật toán của chúng ta. À, thuật toán của chúng ta bây giờ ta sẽ thực hiện công việc là đề bài người ta yêu cầu là duyệt qua tất cả các hình chữ nhật. Vậy thì do đó cái góc trái trên này chưa có. Vậy thì ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các góc. Trái trên. Góc trái trên tọa độ nó là y1, z1. Đấy. Sau đó ta duyệt qua tất cả các góc phải dưới. Là góc y2, z2 của hình chữ nhật. Đấy. Bây giờ ta sẽ tính tổng tất cả các ô trong hình chữ nhật đó và cập nhật kết quả tốt nhất. Vậy thì ta sẽ thực hiện đây. Bỏ qua thằng này đi. Đề bài của chúng ta bây giờ đếm số lượng hình chữ nhật có tổng bằng S. Rồi, ok. Vậy ta khởi tạo biên đếm này. Ta duyệt qua tất cả các hình chữ nhật này. Hình chữ nhật thì ta nhận thấy rằng cái hình chữ nhật tệ nhất mình có đó là hình chữ nhật kích thước 1 x 1. Vậy thì ta cho y chạy từ 1 cho tới m, z chạy từ 1 cho tới n. Đấy. Bây giờ để cái hình vuông của mình ấy, nếu cái góc y1 z1 ở đây rồi thì thằng y2 z2 thì bắt buộc nó phải chạy từ đây chạy sang hoặc chạy từ đó chạy sang.
chứ không thể chạy từ chéo trên này chạy xuống xuống đây được, đúng không? Khi thầy đứng ở góc góc OI 1 J 1 thì góc I 2 J 2 là góc phải dưới. Vậy thì I của nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng I 1 và J của nó lớn hơn hoặc bằng J 1. Từ đó thầy sẽ thực hiện for I 1 chạy từ 1 đến M, for J 1 chạy từ 1 đến N. Sau đó thầy for I 2 chạy từ I 1 nha, chỗ này các bạn nhớ để ý, nó chạy từ I 1. Mình chú chắc mình chú đợt đấy các bạn đã bắt đầu đi học thêm đấy, thấy lịch trùng bắt đầu thấy trùng, bắt đầu thấy sốt ruột đấy, bởi vì ta đăng ký học cái khóa học để cố gắng học được nhiều nhất có thể. Và thầy cũng mong là dạy các em được nhiều nhất có thể. Bởi vì mình bỏ kinh phí ra để học thì ta phải cố gắng thu được càng nhiều càng tốt. Bây giờ ta for J2 chạy từ 1 đến M, I2 chạy từ J1 cho đến M, I2 chạy từ J1 cho đến N. Cái việc for này chạy như thế này để đảm bảo rằng cái góc I1 là góc trái trên. Đây, I1 là góc trái trên và I2 là góc phải dưới nhé. I1 góc trái trên và I2 và góc dài phải dưới. Rồi, Minh Chu vừa mới vào. Minh Chu ơi, ta đang làm cái bài số 41 hình chữ nhật có tổng bằng S. Thì ta đang làm ở cái sắp tác 1, đó là ta duyệt qua tất cả các cái hình vuông. Ta duyệt qua tất cả các góc trái trên và góc phải dưới của hình chữ nhật để kiểm tra xem tổng các ô trong hình chữ nhật đó có bằng S hay không. Nếu có thì ta tăng biến đếm lên. Đấy, ở bài này thì thầy sửa nó là tìm tổng tất cả hình vuông có tổng bằng S không nhé, để tránh trùng với tên biến thầy đang sử dụng cho cái biến S không. Đấy, ta duyệt qua tất cả các góc trái trên. Vậy thì khi code chương trình thì ta nhận thấy cái thằng nào là con, thằng nào ta ghi lui nó vào. Trường hợp tệ nhất hai cái đỉnh này trùng nhau thì khi đó ta thu được hình vuông kích thước 1 x 1, nó cũng là một hình chữ nhật. Rồi khi đó ta sẽ tính tổng hình chữ nhật. Có góc trái trên là I1, J1. Góc phải dưới là I2, J2. Thì khi đó ta thực hiện là duyệt qua tất cả các ô trong hình vuông đó. Thầy có cái biến gì bây giờ nhỉ? Bây giờ biến gì mà chưa dùng này? EZ dùng mất rồi. K dùng MN rồi. PQ. P dùng Q rồi. XZ đi. Dùng X đi. Dùng for biến X trông nó quê quá nhỉ? Rồi bây giờ thầy for biến I3 đi. I3. Chạy từ I1. Có chạy nào. Thằng I3 chạy từ I1 cho đến I2. J3 chạy từ J1 cho đến J2. Để tính tổng tất cả các ô trong hình chữ nhật đó thôi mà. Sau đó S thì bằng S cộng I7, I3, J3. Đấy. Khi đó nếu S mà bằng thằng S0 thì điều đó chứng tỏ tổng tất cả các ô trong hình chữ nhật đấy thỏa mãn điều kiện. Đề bài người ta yêu cầu là liệt kê góc trái trên và góc phải dưới ra. Do đó thầy sẽ thay vì việc thầy cập nhật giá trị tốt nhất thì thầy đưa cái thằng là góc trái trên là I1, J1, góc phải dưới là I2, J2 ra. Đấy. Thì ta đưa thằng này giữa mỗi số là cách nhau bởi một dấu cách nhé. Đó là theo mô hình của bài toán này, duyệt qua tất cả các góc trái trên. Đấy. Thì độ phức tạp của thằng này thì ta for mất 4 vòng là mất m bình nhân n bình. Ở đây ta lại for mất 2 vòng nữa, làm lại thành m mũ 3 nhân n mũ 3. Vậy thì với bài toán hình chữ nhật thì ta thấy chi phí nó kinh khủng quá. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện là cải tiến nó bằng cái cách tính sẵn cái tổng tích lũy. Thầy vẫn gọi SEG là tổng từ O11 đến OEG.
Thì công thức quy hoạt động nó thể hiện bởi cách nó tính giá trị e thằng SEG thông qua các thằng SEG trước đó đã tính được, các thằng S xung quanh nó mà đã tính được, mà nó đã từng đi qua. Để đi đến được OEG thì chắc chắn ta đã đi đến được, đi qua OEG-1 và OE-1G và OE-1G-1 rồi. Đấy. Nên để tính kết quả của ô thứ EG mà nó tính bởi thông qua các ô đứng trước nó thì người ta gọi nó là phương pháp quy hành động, là nó tính chất nó ở thể hiện ở chỗ đây. Nó được cập nhật thông qua giá trị nó đã tính gần đây nhất, các giá trị trước đó. Rồi bây giờ để ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các hình chữ nhật. Để duyệt qua tất cả các hình chữ nhật thì ở đây thầy sẽ thực hiện duyệt như thế này. Duyệt qua tất cả các hình chữ nhật. Đấy. Ta bắt buộc phải duyệt 4 vòng. Do đó cái bài toán mà tìm hình chữ nhật thỏa mãn điều kiện ấy, độ phức tạp tệ nhất của nó, tốt nhất của nó tối thiểu phải là m bình nhân n bình. Nhé. For i1 chạy từ 1 đến m, j1 chạy từ 1 đến n, i2 thì phải chạy từ i1 trở đi, j2 chạy từ j1 trở đi. Khi đó q của thầy sẽ bằng đây, chỗ này ta sẽ xây dựng lại công thức nhá. Để lấy lại cái hình đẹp lộng lẫy của thầy đâu mất rồi. Ở đây nào. Để cho nó bé lại một tí. Đấy, để cho nó sang đây. Cho nó sang đây. Cho nó bé lại, cho ta tưởng tượng cho nó dễ thôi. Đầu tiên thầy có cái thằng góc phải dưới của thầy là thằng i2 j2, i2 j2 là thằng góc trái trên này. Thằng ô số 1 khi nãy các em đều trả lời được là thằng i1 trừ 1 này, nó là ở ô j2 rồi. Thằng S kế tiếp của thầy trò mình là thằng số 2. Thằng số 2 này thì nó sẽ là ở hàng I2. Cột là cột J1. Đúng không? Trừ 1. Rồi. Sau đó thằng số 3 nó bị trừ 2 lần. Do đó nó phải cộng lại. Nó sẽ là I1 trừ 1. J1 trừ 1. Đây là ta thu được thằng Q rồi. Vậy thì thằng Q của mình nó sẽ là bằng tổng bằng cái thằng này. Rồi bây giờ đề bài người ta hỏi rằng nếu Q mà bằng S0 thì làm gì? Nếu Q bằng S0 mình thì ta đưa cái góc trái trên ra và góc phải dưới ra. Đấy. Nếu thỏa mãn thì ta đưa thằng này ra. Đấy. Ở trong đề bài có vô nghiệm không ạ? Nếu không có thằng nào đưa ra trừ 1, ta lại dùng cầm cờ tiếp. Đấy. Nếu không có thằng nào thì đưa ra trừ 1. Đấy. Khi ta đưa I1, J1, I2, J2 ra, đó là góc trái trên và góc phải dưới của hình chữ 1, chữ nhật. Đấy. Vậy còn sau vòng lặp này, nếu không có nghiệm nào thì ta đưa ra trừ 1. Đấy. Vậy trên đây là cái cách để duyệt một cái hình chữ nhật có kích thước một hình chữ nhật có góc trái trên là I1J1, góc phải dưới là I2J2 và có tổng bằng S. Đó. Độ phức tạp của thuật toán thì ta nhận thấy ở chỗ này ta for mất 4 vòng là mất OM bình, N bình. Việc tính cập nhật kết quả này ta chỉ mất O1 thay vì việc ta mất OM nhân N như ở bên kia nữa. Nên độ phức tạp của ta đang giảm từ OM mũ 3 nhân N mũ 3 thành xuống là OM bình nhân với n bình. Để ta nhận thấy là nó nhân lên, nó giảm cũng được kha khá, nó tương ứng với khoảng tầm m bình, nó giảm đi được tương đối nhiều. Do đó với cái bài toán mà với m bình n bình này thì mn của ta chạy lên tới được khoảng tầm 1000, 100 là cùng 100 bình phương lên là 10 mũ 4, nên 10 mũ 4 nữa là 18. Nên test đề bài nào của nó có khoảng tầm bằng 30 phần tử, kích thước mảng hai chiều khoảng 30 x 30. Nên khi các bạn xin test bài này thì các em lưu ý bài resum này ấy, thì các bạn xin test bé bé thôi nhé, khoảng tầm 30 x 30 đủ lại thôi. Đấy, trên đây là test cách làm của bài resum. Để chụp lại cái màn hình cho nó đẹp.
Đấy. À, qua cái phần giải thích ở bên trên, hy vọng các bạn đã nắm được cái cách tính tổng tích lũy trên bảng hai chiều, và đó là một cái loại quy hành động cơ bản đơn giản nhưng nó đa dạng dưới dạng bài tập, và khi dạng bài tập rơi vào dạng này thì chắc chắn các em phải làm được. Bên cạnh đấy thì các em lưu ý là cái hàng hàng tuần thầy sẽ có các cái contest thường xuyên có contest. Đây là các buổi thi thử của lớp mình và các lớp khác thầy đang dạy. Do đó thầy mong muốn các em hiện nay cái contest này, bạn đợi thầy tí nhé, đợi thầy cái thời gian vào chứ không không đủ thời gian để chữa. Cái này nó đang báo hết hạn sử dụng lại để mua. Rồi bây giờ để thầy đã gửi cho tới các bạn chưa nhỉ? À rồi, thầy vừa gửi tới các em cái bài này, cái bài Rexam. À, đề ở đâu Minh Chu ơi? Đề ở ngay server. À, khi mà mình đăng nhập vào server cái thì sẽ có đề ở ngay trang chủ. À, tất nhiên phải đăng nhập vào. Các bạn nào đăng nhập mà tài khoản không vào được thì các em hãy liên hệ với số Zalo của thầy ở đây nhé. 0854518333 đấy, thì để thầy cấp lại mật khẩu và tài khoản. Bởi vì thỉnh thoảng server nó bị lỗi, thầy vẫn phải reset lại mật khẩu. Đây, đề thi nó ở đây. À, Minh Chu nhé. Và các bạn khác nhé, các bạn trong toàn bộ các em trong lớp nâng cao đều phải làm cái đề này. Đây là một nội dung bài học trong chương trình học của ta. Đề này thầy sẽ chiếu vào tối chủ nhật hàng tuần. Do đó các em cố gắng tham dự để, và không phải cố gắng mà phải tham dự nhá, và cố gắng lên trên top đầu. À, đề thi thử này là một các bài giảng trong chương trình lớp nâng cao của chúng ta. Sau khi học xong thì thầy sẽ chấm toàn bộ các bài làm của các em và sẽ có phần thưởng đặc biệt cho những em đạt kết quả cao và có tiến độ làm bài tốt. Nhất đề cả đề ở đây, và cái đề này nó vừa sức với cái chuyên gia, à quên, vừa sức với các em. À, nó mơ ngang mức đề thi học là lập đội tuyển cấp trường của trường thầy, nên mức độ nó cũng khá nhẹ nhàng trong nghĩa ngoặc kép đấy. Các bạn làm bài và nộp bài lên server, hãy cố gắng làm bài và chấm một lần nhé. Nếu nộp một lần không được thì thôi nộp vài lần cũng được, nhưng tóm lại hãy rèn luyện kỹ năng nộp bài một lần. Đối với học sinh của thầy thì thầy luôn quy định là với các contest chỉ nộp bài một lần, và thông thường thì thầy sẽ chỉ tính điểm của những bạn nộp bài một lần. Các bạn tính bài nộp bài đó nộp hai lần coi như không nộp. Đấy. Nên các em cố gắng đi thi mình chỉ được nộp bài một lần mà lấy đâu ra nộp bài nhiều lần. Đấy. Tối ngày 13 tháng 8 thầy sẽ chữa đề này, và cả mong toàn bộ các em lớp nâng cao sẽ tham dự để từ tất nhiên trước đó các em phải làm tất cả các câu này rồi nộp và có điểm rồi nhé. Đề bài trên server, và các bạn lưu ý ngoài việc các em đang làm bài ở bài nâng cao và nộp test ở đây, hiện nay thì thấy các bạn nộp test rất tích cực ở đây rồi, thì các bài nào chưa có thư mục thì các em chọn new để tạo thư mục mới và các em nộp test tiếp tục vào đây. Các bài nào các em làm và làm xong các em nhớ nộp test lên đây, dù rằng bài đó đã có test thì các em vẫn tiếp tục nộp test. Bởi vì hiện nay các bài này đang số lượng test hơi ít. Đấy. Và khi đó nó chưa đánh giá hết được. Đấy. Thế đấy có bài là này, các bạn nộp test rất tích cực đây. Nhưng chưa đủ nhiều. Thì các bạn ấy tiếp tục nộp test. Rồi, vừa rồi thầy cho mình đã làm nhanh ở cái bài này. Do cái bài cốt bài này thì nó cần một chút thời gian. Nên, và cái thời gian để các em nộp test nữa. Nên trong khoảng thời gian 15 phút còn lại thì thầy sẽ chữa nốt ba bài còn lại, và để với cái mục tiêu là chữa cung cấp cho các em cái thuật toán, và các em sẽ cài đặt thuật toán cốt chương trình nộp test trước buổi học kế tiếp. Và các em nhớ rằng nộp test xong thì các em nhắn lên trong nhóm Zalo cho thầy để thầy cập nhật test vào server nhé, để server có thể chấm được luôn, để các em có thể chấm của mình. Khi xin test thì các bạn nhớ xin những cái test phổ biến, xin những test hiểm để nhé. Ví dụ như cái bài toán là
cho một cái hình chữ nhật kích thước m nhân n, tìm hình vuông lớn nhất mà chỉ chứa các số nguyên tố. Thì khi sinh test các bạn sinh ra một cái hình vuông kích thước m nhân n toàn số nguyên tố chẳng hạn. Rồi các bạn sinh ra một cái những cái hình vuông không có số nguyên tố nào, thử xem các bạn khác có phát hiện ra được cái những trường hợp đấy hay không. Vậy thì ngay cả bản thân lúc mà mình sinh test thì mình cũng tự kiểm tra được chương trình của mình có ăn được cái test đấy hay không. Ta sử dụng từ ăn test trong ngoặc kép nhé. Nên ở lớp nâng cao buộc các em cần phải sinh được test. Đây các bạn nhìn thấy cái lượng bài quy hệ động của mình đang còn rất dài. Và bây giờ thầy trò mình đang ở bài số 42, mà trong khi thầy trò mình có tận lên tới bài số 69. Như vậy mình đang còn có tận 27 bài nữa. Vậy thì ta sẽ phải tăng tốc rất nhanh, trong vòng 1 hoặc 2 buổi nữa ta phải làm được hết các bài này. Còn nếu không hết thì ta sẽ phải cố gắng nhanh nhất có thể. Nên thầy thấy ở cái lớp mình các bạn đã tích cực rồi. Tuy nhiên thầy thấy lượng bài quy hệ động nó nhiều quá, nên thầy muốn các em làm nhanh, tập trung làm nhanh nhất có thể trong tháng 8. Thầy cho mình phải làm hết được cái phần này trước khi sang phần kế tiếp. À chính xác Minh Chu, đây là toàn bộ đề mới. Tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn toàn bộ cái đề này, và các bạn sẽ làm và nộp test, là làm và nộp test lên server nhé. Các bạn làm nộp test trên server xong, các em nhảy sang nhóm Zalo, các em comment cho thầy: thưa thầy, em vừa nộp test bài này. Đấy, nhắn trong nhóm Zalo KNC2 để thầy biết, để thầy update test lên để các bạn và các bạn khác cùng chấm. Rồi, ta sẽ sang bài kế tiếp. Bởi vì trong cái chuyên đề lớp nâng cao của thầy dạy các em thì có chỉ được có tối đa thời lượng là 5 buổi mà. Một số bài thì phải gấp sang content để các em sẽ học những buổi miễn phí khác, để tổng thời lượng buổi các em sẽ học được nhiều nhất có thể các chủ đề và làm được nhiều bài nhất có thể. Rồi, bây giờ ta sang bài kế tiếp. Bài kế tiếp là cho tìm hình chữ nhật, đếm số lượng hình chữ nhật có tổng chia hết cho K. Đấy, đếm số lượng hình chữ nhật có tổng chia hết cho K. Bài này là bài... thầy chưa copy cái phần bên trên. Rồi thầy về thầy copy lại thằng này, thầy cải tiến nó thành có tổng chia hết cho K. Vậy thì để tính được có tổng chia hết cho K thì thầy rõ ràng thầy vẫn phải duyệt bình thường. Tính tổng bình thường. Thầy vẫn phải tính tổng bình thường. Rồi, cái chỗ này đây. Nếu tổng này chia hết cho K. Đây, nếu S chia hết cho K. Đấy, nó chỉ khác nhau có mỗi tí chỗ này thôi. Chỗ này thầy ghi lại nhé. Này, nó S chia cho K. Lưu ý rằng vì S là tổng tất cả các phần tử, nên trong những bài này các bạn lưu ý S là phải kiểu long long. Bạn nào code Pascal thì phải kiểu INT64. Chứ S mà các bạn khai báo INT thì dù mình có làm tốt mấy đi nữa thì chỉ ăn được những test bé thôi. Ví dụ thầy cho một cái mảng 2 chiều kích thước 20x20, nhưng mỗi thằng AEG thầy cho toàn bằng 10 mũi 9 hết, thì việc tính tổng của các bạn nó đã bay màu rồi. Dù thuật toán có tối ưu nhưng thằng S không chứa được những cái thằng đấy thì nó cũng bay vào luôn. Do đó ta như lưu ý cái biến S của mình phải kiểu long long nhá. Bài này thì ta chọn S là chia hết cho K, người ta yêu cầu đếm, vậy thì ta rét cộng cộng lên. Đấy, ta tăng rét lên. Trước đó ta khởi tạo rét bằng 0. Rồi. Sau đó ta đưa rét ra là ở bài trên hình như nó thừa vẫn chữ đưa rét ra. Bỏ chữ đưa rét ra đây. Chỗ sắp tăng 1. Đấy, như vậy thì ở sắp tăng 2 ta cũng làm tương tự thôi. Sắp tăng 2 bây giờ là bài su 2. À đúng. Bài SU này bài SU1. Cái bài này bài SU1. Rồi. Đây đây nhé. Rồi à. Cái bài này là cái sao nó giống nhau đấy nhỉ? À thầy sửa chưa hết. Xin lỗi bà con. SU2. Bài này người ta yêu cầu đếm số lượng hình chữ nhật, như vậy mình phải tăng thằng đếm lên.
mày đấy. Và số 2 thì bây giờ ta cũng vẫn tính tổng tích lũy bình thường, ta khởi tạo red bằng 0 cầm cờ bình thường, duyệt qua tất cả các góc trái trên và phải dưới của hình chữ nhật. Ta gọi Q là tổng của các ô trong hình chữ nhật đó. Khi đó nếu Q chia hết cho K phần trăm K mà bằng bằng 0 thì ta thực hiện tăng thằng Z lên. Đấy. Thì bài này thì ta cũng không cần phải cầm cờ bởi vì ta có Z là lưu số lượng rồi. Đấy. Trong vòng if nếu chỉ có một lệnh thì ta không cần đọc đặt trong mở ngoặc nhé. Đây dấu đóng ngoặc này của cái cặp ngoặc này đây. Nếu cái z của mình bằng 0 thì đưa ra thằng trừ 1 ngược lại. Đưa thằng z ra. Đấy. Trong đó z là số lượng hình chữ nhật thỏa mãn điều kiện mà có tổng chia hết cho k. Nhá. Có tổng chia hết cho k. Và đây là cái cách làm bài này. Đấy, đây thầy cải tiến lại đây. Bài thứ hai. Tuy nhiên thì làm theo như thế này thì nó chưa được tối ưu lắm. Nó chưa tối ưu bởi lẽ trong cái tính chất đồng dư. Ở đây thầy giới thiệu qua một cái sắp tắc 3. Sắp tắc 3 nó sử dụng một cái tính chất rất hay. Ta có một cái nhận xét. Đó là ta áp dụng cái tính chất đồng dư. Cái tính chất đồng dư nó thể hiện ở cái chỗ ta có phép các phép toán đồng dư nhé. Thì cái tính chất đồng dư này nó thể hiện ở cái chỗ là A cộng B chia dư cho C thì nó sẽ bằng là A chia dư cho C cộng B chia dư cho C, sau đó tất cả chia dư cho C. Đấy. Nếu A là 10 mũ 9, B là 10 mũ 9 thì thầy lấy A cộng B nó lại thu được một cái số tận 10, 2 nhân 10 mũ 9 là một số khá to. Vậy trước đó thầy sẽ mang đem nó chia dư cho C đi, thầy thu được phần dư. Thầy mang thằng còn lại cũng chia dư cho C đi, thầy thu được thằng dư. Thầy lấy hai thằng dư này cộng lại với nhau, ta lại chia dư cho C nữa, vậy nó sẽ thu được một số bé. Vậy cái tính chất đồng dư này nó có sẽ giúp cho ta cái việc đó là thay vì việc lưu một cái mảng AIG thì thầy chỉ việc lưu lại một cái mảng. Thay vì lưu cái thằng AIG thì ta sẽ lưu các cái giá trị. Thì ta sẽ lưu các cái giá trị A, I, G để chia dư cho K. Đấy. Việc chia dư như thế này thì sẽ làm cho không gian bộ nhớ của mình nó giảm đi đáng kể. Đặc biệt A, I, G càng lớn và K càng bé. Thay vì việc lưu những cái số liên quan tới 10 mũ 9 mà K nó bằng 5 thôi chẳng hạn, thì mảng A của mình chỉ bao gồm các số từ 0 đến 4. Và vậy thì dung lượng bộ nhớ nó rất bé. Vì các số nguyên nó bé mà. Vậy thì việc lưu trữ nó cũng sẽ bé lên. Thì về vậy, thay vì việc lưu AIG. Vậy cái việc này nó thay đổi ở chỗ nào? Việc này nó thay đổi ở ngay chỗ, ngay từ lúc đọc dữ liệu. Đấy. Ngay từ lúc đọc dữ liệu thì các bạn xây in thằng nó vào giá trị X và các bạn gắn AIG sẽ bằng x phần trăm cho k nhá. Nó thay đổi ở mỗi chỗ phần đọc dữ liệu, các bạn lưu ý. Bình thường là mình thay vì mình xây in thằng AIG thì ta sẽ xây in thằng x và ta gắn AIG bằng x phần trăm k. Bạn nhớ chỗ này nhé. Đấy. Với các bài toán, bất cứ cái bài toán nào mà liên quan tới chia dư cho K, nếu không quan tâm đến tổng của nó để làm gì,
thì ta hoàn toàn áp dụng được cái tính chất đồng dư này. Đấy, việc ta thay vì việc lưu AI thì ta chỉ việc lưu số dư nó lại. Bởi lẽ cái số dư đó khi cộng lại và chia dư cho C thì tổng của nó vẫn không thay đổi. Tổng của cái phép toán chia chia dư nó không hề thay đổi nhé. Đấy, vì nó không hề thay đổi nên cái việc phép toán chia, nó có chia dư cho K, cái tổng còn lại nó có chia dư cho K hay không đấy. Tổng còn lại nó có chia dư cho K hay không, nó vẫn không thay đổi. Vậy thì nó có kết quả bởi phép toán đồng dư. Sau đó ta vẫn áp dụng của bài toán này một cách nguyên 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 văn như thế này. Thôi tôi tóm lại cho chỗ này ta chỉ cải tiến như này. Còn phần còn lại thì ta áp dụng. Tương tự step 2. Đấy. Thì tức là mình paste nguyên cả cái đoạn này y nguyên vào. Nhưng mà nó chỉ khác nhau có một phần đọc dữ liệu. Thay vì mình xây in thằng này thì ta xây in vào một cái biến x và ta gắn AEG bằng này. Vậy thì do đó khi xây in này thì ta phải nhớ mở ngoặc nó ra nhé. Xây in được thằng nào thì ta sẽ đẩy thằng đó. Ta xây in vào một biến trung gian. Sau đó ta sẽ đẩy thằng đó vào trong mảng AI với phần dư của nó khi chia dư cho K. Đấy. Phần còn lại, đấy, quên mất. Mình nhớ không nhầm lại sau khi thời gian. À, máy còn vẫn còn thời gian. Đấy, ta chia dư cho K. Rồi, như vậy đó là với sắp tác 3. Vậy sắp tác 3 bài này là bài... À, thì khi đi thi thì đa số các bạn học sinh không nghĩ ra được cái sắp tác 3 này. Rất ít bạn học sinh nghĩ ra cái sắp tác 3 này. Bởi vì các bạn cứ nghĩ đề bảo như thế nào làm như thế đấy. Làm như thế này thuật toán nó không tối ưu hơn về độ phức tạp thuật toán, nhưng nó tối ưu hơn về không gian bộ nhớ. Tối ưu về không gian bộ nhớ dẫn đến rằng tải trọng của chương trình của mình nó sẽ giảm đi rất nhiều. Sau này các em viết thành các ứng dụng, khi khách hàng load ứng dụng của mình trên điện thoại, giả sử như là một trò chơi, vừa đăng nhập vào phát nó load một phát vào luôn, nhân vật thấy tung tăng chuẩn bị đi quánh nhau rồi, chứ không phải đơ đơ giật giật mà nhân vật cứ giật 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 giật, giật như robot, là do tốn bộ nhớ thì không phải. Vào phát thấy nhân vật tà áo thướt tha lướt là, đấy là do bộ nhớ nó được giải phóng, nó tiết kiệm bộ nhớ. Thì các em lưu ý nhé, mình tiết kiệm bộ nhớ ngoài thuật toán tối ưu ra phải liên quan tới bộ nhớ đã tối ưu chưa. Thì ở cách thứ ba này nó sẽ làm tối ưu bộ nhớ. À, máy chủ chưa xịn cũng với cái máy chủ đó, nếu với sắp tác 2 thì nó chạy hơi đợt giật giật, với sắp tác 3 chạy cực mượt luôn đấy. Nên sau này Vũ Huy và các bạn cũng như thế, khi các em sau này làm ở công ty phần mềm thì công ty phần mềm của các em thường mua một phần mềm từ nước ngoài về. Ngoài việc các em viết ra những cái ứng dụng sẵn thì công ty của mình sẽ mua các phần mềm của nước ngoài về. Sau đó trong cốt của phần mềm nước ngoài nó có một số đoạn cốt nó cốt bởi sắp tác 1, một số đoạn cốt bởi sắp tác 2, và các bạn sẽ là người, các em sẽ là người cải tiến thuật toán đó thành sắp tác 3. Cái phần nào nó đã tối ưu thì các bạn chỉnh sửa dùng nó, các bạn nào chưa tối ưu các em phải chỉnh sửa nó và chỉnh sửa nó phù hợp với thành cốt của mình. Nên mình cũng thành rèn luyện thói quen đọc cốt, sửa cốt và phát hiện ra rằng thuật cốt này phục vụ công việc gì. Đấy. Và đó chính là cái nghề chính sau này của các em. Ở cấp độ cao hơn thì các bạn lên leader. Ở cấp độ cao hơn nữa thì các bạn lên làm những ông chủ của các project. Đấy. Ông chủ của các project, chủ của các dự án. Và nhanh thôi. Do đó thông thường với các bạn sinh viên, các bạn học sinh của thầy thì thầy luôn nhắc là đến sinh viên năm thứ hai, các em hãy xin làm ở các công ty phần mềm từ năm thứ hai trở đi, để đến khi các em ra trường phát các em đã có 2 năm kinh nghiệm, thì khi đó các bạn nhìn với các đoạn cốt như thế này các bạn thấy nó quá nhẹ nhàng. Trong hồ sơ CV xin việc đã từng có, trước đây đã từng học đội tuyển tin, trước đây đã đi từng đi làm part time ở công ty phần mềm XYZ thì đó 2 năm rồi, chuyên gia công phần mềm về lĩnh vực này, thì nếu thầy là người tuyển dụng hay bạn là người tuyển dụng thì các em sẽ luôn tuyển dụng những người như thế. Bởi vì người ta không phải học lại từ đầu. Chứ tuyển dụng mấy đứa học lại từ đầu vất vả lắm.
Khi đó các bạn chỉ cần việc đi thương lượng, tóm lại bác định trả em lương bao nhiêu. Lúc em đi thử việc thì lương họ chỉ trả cho em có 18 triệu một tháng thôi. Đấy. Các em cứ nói thẳng như thế. Trong khi đó mình mới bảo là bây giờ thì em đi tốt nghiệp đại học ra đi làm với bằng đại học loại giỏi hoặc loại khá hoặc là loại xuất sắc thì bác định trả em bao nhiêu? Đấy. Thì khi đó người ta không thể trả mình 10, 13 triệu được, đúng không? Thì do đó khi mà mình có trình độ đủ thì mình khi đó mình đi thương lượng về mức lương của mình. Lương không tốt hơn thì mình không làm. Chứ còn mấy một bạn vừa mới xin tốt nghiệp đại học ra có bằng đại học thì ra đi làm thôi bác ơi, bác cho em được làm mấy tháng đầu thử việc không lương cũng được. Như thế là chết rồi. Một đứa đi làm mấy chục triệu, đứa đi làm không lương, nhưng mà các bạn 3 tháng đi làm không lương thì tiền đâu mà đi uống trà sữa. Rồi ta sang bài tiếp, bài 43. Nói vui vui quên không chữa bài, hết giờ thì thôi. Trong một bảng kích thước chỉ bao gồm các số 0 và số 1, cần tìm hình chữ nhật chứa toàn số 1 mà có diện tích lớn nhất. Đưa diện tích lớn nhất ra. Đấy. Vậy ta nhận thấy rằng cái hình chữ nhật này có chứa toàn số 1. Đấy, để sửa nó ở đây. Chứa toàn số 1. Thì nó chứa toàn số 1 hay không chứa toàn số 1 thì kiểu gì đi kia vẫn phải for góc trái trên, for góc phải dưới, tính tổng các hình chữ nhật thu được thằng S. Đấy. Bây giờ bài toán quay về bài toán. Một hình chữ nhật chứa toàn số 1. Ví dụ như hình chữ nhật ở đây, thầy thấy rằng tổng các ô nó bằng 6. Và cái tổng của các ô này thì rõ ràng thì một hình chữ nhật đặc chứa toàn số 1 khi và tổng tất cả các ô của nó bằng chính diện tích của hình đó. Đó. Vậy diện tích của hình này đó chính là bằng 2 nhân 3 bằng 6 và tổng của nó cũng bằng 6. Đây. Vậy thì chính bằng diện tích của nó, một hình chữ nhật có góc trái trên là y1 y1, góc phải dưới là y2 y2. Thì khi đó ở đây nhìn. Tí nữa sửa nhầm. Đây, chỗ này thì sửa lại, chỗ này cũng tí nữa lại sửa nhầm sang bài kia. Thì ở đây ta phải có một cái nhận xét khá hay. Đó là hình chữ nhật đặc chứa toàn số 1 là hình chữ nhật có tổng S, có tổng Q bằng diện tích của hình chữ nhật đó. Hay nói cách khác, Q nó sẽ bằng hình chữ nhật có góc trái trái trên là y1 y1, góc phải dưới là y2 y2, thì nó sẽ là y2 trừ y1 cộng 1. Đây là cạnh thứ nhất. Cạnh thứ hai là J2 trừ J1 cộng 1 là thằng thứ hai nha. Đấy, đây là góc, đây gọi là cạnh thứ nhất, đây là cạnh thứ hai, còn đây là diện tích hình chữ nhật đấy. Nên và Q đây là tổng tất cả các ô trong hình chữ nhật đấy. Vậy với cái tính chất như trên để cho mình có thể cài đặt nó một cách rất nhẹ nhàng như sau. Thì copy luôn thằng này cho nhanh. Mày quá. Đấy. Nếu Q của mình thỏa mãn điều kiện, ở đây chính là biến S của mình thỏa mãn điều kiện, thì đề bài người ta yêu cầu là đưa ra diện tích lớn nhất tìm được. Đấy, diện tích lớn nhất để tìm được. Vì thằng này là diện tích, nếu diện tích mà bằng tổng thì chứng tỏ nó là hình chữ nhật chứa toàn số 1, thì ta sẽ thực hiện cập nhật thằng Z bằng mắt của thằng Z với cái thằng này, với thằng diện tích đấy, được chưa? Cái thằng này ta thêm dấu nhân cho nó ngầu. Vậy thì hôm sau người ta sẽ có những bài tìm hình chữ nhật có diện tích thỏa mãn, đưa ra diện tích thỏa mãn, hoặc là người ta tìm hình chữ nhật đặc. Nói chung một hình chữ nhật đặc là hình chữ nhật có tổng tất cả các ô bằng diện tích của hình chữ nhật đấy. Đây là một cái tiêu chí tiên quyết mà các bạn cần phải nhớ nhé. Bằng sống bằng chết phải nhớ được nó. Sau ta đưa ra. Mới thế đâu. Rồi tương tự như vậy thì ta sẽ có bài toán kế tiếp. Cái cách thứ hai. Ta gọi SEG là tổng từ ô 1 đối với OEG, thì SE trừ 1. SEG sẽ bằng tổng của các hình này. Rồi.
ta duyệt qua tất cả các góc trái trên và góc phải dưới của hình chữ nhật là for i1, j1, i2, j2. Khi đó ta gọi Q là tổng của hình chữ nhật này. Khi đó nếu Q thỏa mãn điều kiện, ở đây thì ta có nếu Q mà bằng thằng này. Đấy. Thì thực hiện phải cập nhật cái thằng này. Đấy. Cập nhật Z với người ta hỏi thằng diện tích lớn nhất nhá. Trên thực tế đây chính là thằng diện tích lớn nhất, ở đây thầy hoàn toàn có thể cập nhật nó với Q cũng được. Nhá, bởi vì Q tổng các ô nó bằng diện tích lớn nhất thì nó chính là bằng Z nhá. Nhưng mà ta vẫn phải có điều kiện này để đảm bảo rằng đó là hình chữ nhật đặc, chứ nó không bị thủng bởi các số 0 ở bên trong. Khi nếu nó bị thủng ở các số 0 bên trong thì tổng của các ô nó vẫn bằng, tổng của các ô nó vẫn bằng một cái hằng số nào đấy, nhưng mà cái diện tích của nó sẽ bị khác đi, bởi vì cái hình đó nó bị thủng lỗ chỗ, nó không phải là chứa toàn số 1. Vậy đối với cái bài toán là tìm một cái hình chữ nhật, tìm một hình vuông có tổng thỏa mãn điều kiện thì chỉ toàn số 1, thì các bạn phải nhớ cái điều kiện tiên quyết của nó là tổng tất cả các ô trong đó bằng diện tích của nó. Lưu ý nhé. Rồi trong đề bài này thì đưa ra diện tích lớn nhất ra, do đó ở đây ta chỉ đưa diện tích lớn nhất ra thôi. Đấy, ta đưa thằng Z ra. Đấy, như thế ta xong rồi. Đấy, như vậy đây là đối với bài ADS 2, và nhiệm vụ của các bạn là ta sẽ làm các cái bài tập này nhé, và nộp test lên trên server ngay trong các buổi học gần nhất, ngay từ hôm nay. Và hiện tại thì thầy thấy rất nhiều các bạn tích cực nộp test, và thầy hy vọng là các em vẫn tiếp tục làm và nộp test lên trên. Thầy kể buổi trước thầy chưa muốn giao nhiều bài, bởi lẽ nếu giao nhiều thì các bạn choáng, nhìn xong chán luôn, chẳng buồn làm, bởi vì làm biết đến hết tuổi thanh xuân cũng không xong. Ở đúng thế thật, hết tuổi thanh xuân cũng không xong. Nên thầy sẽ giao từng bước một. Như vậy thì tới hôm nay thì thầy sẽ giao các bạn từ trang này, là trang số bao nhiêu nhỉ? Chẳng lấy số trang nào đâu, nó ẩn lấy mất. Từ số trang 54 cho đến cậu ở buổi học tới thì chắc là mình sẽ hết được cái lớp quy hoạch động này. Đấy. Từ trang 54 đến trang 77. Nha. Sau đó thầy sẽ gửi tới các em. Rồi, bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Như vậy thì đây thầy như từ 54 đến 77. Sau đó thầy sẽ gửi tới các em cái file bài này. Các em tích cực làm bài và nộp bài lên trên server. Như vậy thì ở buổi học ngày hôm nay, thầy trò mình đã làm được các bài toán quy hoạch động trên mảng hai chiều và sử dụng cái tổng tích lũy. Trong đó cái bài toán cuối cùng là bài toán cực hay, tìm một cái hình chữ nhật đặc chứa toàn số 1. Lưu ý, có một điều kiện tiên quyết là nó là hình chữ nhật đặc chứa toàn số 1, đó là tổng của nó bằng chính diện tích của nó. Các em nhé, nhớ cái keyword đấy. Rồi, hôm nay thầy trò cũng buồn rồi, thầy trò mình sẽ nghỉ tại đây. Thầy sẽ gửi tới tập bài này tới ở trong nhóm Zalo Vinh Chu, Trường Sơn, Minh, về Huy, Phát và Luật và cả Thuận nữa. Các em hãy tích cực làm bài và nộp test trên server nhé. Các bài nào chưa có thư mục thì các em hãy tạo thư mục mới và tạo test lên đấy. Cố gắng làm bài nhiều nhất có thể nhé. Rồi, thầy chào tất cả các em. Cảm ơn các em đã tích cực học đến tận giờ này. Video bài giảng thầy sẽ đăng trên kênh YouTube của thầy Đặng Tuấn Thành. Các em nhớ like, share, comment cần lực á. Thầy chào các em. Cố gắng lên nhé.